Đây giới thiệu với mọi người, quý vị là quan cảnh ngay cái đền, cái tượng đài Nguyễn Công Trực. Hôm nay là trước ngày lễ chính một ngày. Đây là ngay ngã ba chỗ ngã tư ngay chỗ Di Tăng Lê Lợi. Con từ khắp nơi đổ về để mà cúng vái ngay cái đền này, ngay cái tượng đài của anh hùng dân tộc Nguyễn Công Trực. Đây là quan cảnh. Có rất là nhiều người bán hàng rong hay là con chim phóng sinh ở xung quanh cái đền thờ các tượng của anh hùng dân tộc Nguyễn Công Trực. Bà đó được rồi. Ôi, tôi lên rồi tôi bán mà được mẫu rồi. Ai mua đâu? Ai mua đâu? Lượng người đổ về ngày càng đông. Mình nói gì cho nó ấy rồi.
xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.